Phần 1 Trái tim và tình yêu thương 1. Jack Caulfield Chọn câu cách ngôn Tôi lớn lên và tốt lành hơn tôi tưởng. Tôi không nghĩ rằng mình lại có nhiều phẩm chất tốt như vậy. Walt Whitman Chủ đề tâm từ bi và trái tim này thiện nam tử hãy luôn nhớ đến trái tim yêu thương của chính con hãy tin tưởng tôn vinh và làm theo trái tim mách bảo nó sẽ mang lại cho con sự bình an đức phật trái tim con người có khả năng kỳ diệu nó có thể chuyển hóa những nỗi buồn trong cuộc sống thành dòng suối trong lành của tâm từ bi tâm từ bi tỏ rõ sức mạnh của sự dịu dàng và lòng nhân hậu khi đối mặt với khổ ải ở thế gian này nó phát sinh bất cứ khi nào chúng ta để cho trái tim mình thổn thức với nỗi đau và hoạn nạn của người khác rèn luyện tâm từ bi để nuôi dưỡng tâm từ bi, hãy ngồi xuống, tập trung và tĩnh lặng. Hít thở nhẹ nhàng rồi cảm nhận cơ thể, nhịp tim và sự sống bên trong con người mình. Hãy cảm nhận bạn trân trọng cuộc sống của chính mình như thế nào. Làm sao để bảo vệ mình khi đối mặt với nỗi phiền muộn? Một lát sau, hãy nghĩ đến một người mà bạn gần gũi hoặc yêu quý hãy hình dung ra họ và cảm nhận mối quan tâm tự nhiên của bạn dành cho họ lưu ý xem bạn giữ sự quan tâm ý trong trái tim mình như thế nào sau đó hãy nhận thức nỗi buồn của họ mức độ khổ đau của họ trong cuộc sống hãy cảm nhận trái tim bạn rộng mở với mong ước rằng họ sẽ yên ổn, gửi niềm an ủi tới họ, chia sẻ những nỗi đau của họ với tâm từ bi. Để trái tim bạn rộng mở hơn nữa, hãy niệm các câu sau. Cầu xin cho bạn được sống trong tâm từ bi. Cầu xin niềm đau và nỗi buồn của bạn được xoa dịu. Cầu xin cho bạn được yên bình. Tiếp tục niệm những câu này khi bạn nghĩ về họ sau khi cảm nhận được sự quan tâm sâu sắc dành cho người thân thì hãy chuyển hướng trái tim nhân từ ý về phía bạn đặt tay lên ngực mình trong lúc bạn niệm cầu xin cho tôi được sống trong tâm từ bi cầu xin niềm đau và nỗi buồn của tôi được xoa dịu cầu xin cho tôi được yên bình Bây giờ hãy gửi lòng trắc ẩn của bạn đến những người khác mà bạn biết. Hãy hình dung ra họ, lần lượt từng người. Hãy giữ hình ảnh họ trong tim, hiểu được những nỗi khó khăn của họ và cầu chúc điều tốt đẹp cho họ bằng câu niệm. Cầu xin cho bạn được sống trong tâm từ bi. Cầu xin niềm đau và nỗi buồn của bạn được xoa dịu. Cầu xin cho bạn được yên bình. Bây giờ bạn có thể mở rộng lòng trắc ẩn của mình hơn nữa đến những nỗi đau khổ của bạn bè, láng giềng, cộng đồng, tất cả những người đáng thương, những người gặp khó khăn, kẻ thù của bạn và cuối cùng là toàn thể chúng sinh. 2. Trish Gomer Chọn câu cách ngôn Hãy thú nhận đôi điều với mọi người mà bạn gặp. Hãy nói với họ, hãy yêu thương tôi. Tất nhiên là, hãy nói thật dịu dàng. Dù sao, cũng hãy nghĩ về điều tuyệt vời này. Điều sẽ khiến mọi người kết nối với bạn. Tại sao bạn không trở thành một người luôn mở lớn đôi mắt trong sáng, biết nói lời yêu thương ngọt ngào, những lời mà mọi đôi tay trên thế gian đều khao khát? Hafiz with that moon language. Chủ đề Niềm mong ước và động lực để được yêu thương và để yêu thương. Những lời này có từ thế kỷ thứ 14, nhưng ngày nay chúng cũng có thể được viết ra. Cố gắng kết nối là sự thôi thúc sâu xa hoặc động lực ở mọi sinh linh như cách nó tồn tại ở hầu hết các động vật cấp cao là những loài đã học được cách tồn tại bằng sự kết nối với nhau nếu trẻ sơ sinh có thể nói lời đầu tiên của chúng có thể nghe như hãy yêu thương tôi may mắn thay trẻ sơ sinh luôn nhận được tình yêu thương của người lớn và bất cứ điều gì chúng cần đều đến một cách tự nhiên liệu có lúc nào đó chúng ta ngừng nói hãy yêu thương tôi chỉ vì cơ thể chúng ta đã già cỗi tôi hoài nghi điều này như trẻ nhỏ chúng ta tìm kiếm những dấu hiệu của sự ấm áp và thân thiện trong ánh mắt hầu như tất cả những ai chúng ta gặp gỡ và dường như cảm thấy bị tổn thương nếu một ngày trôi qua mà không nhận được bất kỳ sự quan tâm nào một loạt các cảm giác tốt đẹp phát sinh khi chúng ta cảm thấy được yêu thương, chẳng hạn như niềm hạnh phúc, lòng biết ơn, sự bao dung và hy vọng. Tương tự, nỗi đau khổ khi mất kết nối với người khác, đồng hành cùng những cảm xúc tiêu cực như sự giận dữ, sợ hãi và xấu hổ. Thật kỳ lạ, chúng ta thường có xu hướng quên đi những lời sáng suốt của Hafiz và sống như thế, dù có yêu thương hay không cũng không thành vấn đề. Chúng ta bỏ ra hầu hết thời gian trong cuộc sống để theo đuổi của cải vật chất và lợi dụng người khác để đạt được mục tiêu cá nhân, chứ không phải là quay trọng sự đồng cảm và gắn kết. Có lẽ nỗi đau khi mất đi sự gắn kết đã khiến chúng ta ngừng quan tâm tới người khác. Nhưng điều gì sẽ xảy ra nếu mỗi sáng thức dậy, chúng ta nhận thức được rằng mình cũng ao ước được yêu thương như mọi sinh linh. Cội rễ của lòng trắc ẩn có liên hệ mật thiết với nỗi đau khổ. Còn về niềm khao khát phổ biến là được nhìn nhận, được lắng nghe, được tiếp xúc và được hiểu thì thế nào? Khi trái tim mở ra cho nỗi khao khát này, dường như chúng ta đã khám phá điều tương tự ở những gì mà người khác ân cần đáp lại thật đáng buồn điều thường thấy là các phản ứng trái ngược khi chúng ta quên rằng tất cả mọi người đều mong muốn được yêu thương và khi nỗi đau phân ly đến với mình chúng ta trở nên khó khăn thường xuyên giận dữ và oán hận nhưng khi nhận ra cốt lõi của vấn đề chúng ta sẽ tìm thấy những cảm xúc dịu dàng hơn ẩn sâu bên trong chẳng hạn như nỗi sợ hãi cô đơn và bối rối và sâu xa hơn nữa chúng ta khám phá ra những nhu cầu về yêu thương và gắn kết vẫn chưa thỏa mãn việc nuôi dưỡng nhu cầu cơ bản này trong nhận thức có thể bảo vệ chúng ta trước rất nhiều nỗi thống khổ không cần thiết yêu và được yêu là một nhu cầu trong bản chất sâu xa nhất của bạn và còn thiết yếu hơn cả việc bạn là gì hay là ai khi đã thấy sức hút kỳ diệu khiến chúng ta phải kết nối động lực thúc đẩy phần lớn suy nghĩ và hành động của con người sau đó tâm trí trở nên tĩnh lặng trái tim rộng mở và chúng ta bắt đầu nhìn người khác với cái nhìn mới mẻ trắc ẩn hơn thực hành tâm từ bi trước khi ra khỏi giường mỗi buổi sáng, hãy đặt tay lên trái tim và nhắc nhở bản thân rằng tôi và tất cả các sinh linh đều khát khao được yêu thương. Richard Schwartz chọn câu cách ngôn. Rồi như thế, đột nhiên tôi thấy được vẻ đẹp ẩn sâu trong trái tim họ, nơi cả tội lỗi lẫn mong ước cũng như tự tri đều không thể chạm đến. Cốt loại thực tại của họ, có người của chính họ trong con mắt của đấng thiên liêng. Chỉ khi nào tất cả có thể thấy được con người thực của mình, chỉ khi nào chúng ta luôn có thể nhìn nhau theo cách ấy thì chiến tranh, hận thù, lòng tham vân vân mới biến mất. Tôi cho rằng lúc này vấn đề lớn là phải hiểu rằng chúng ta rồi sẽ chết và hãy tôn kính lẫn nhau thomas merton chủ đề vẻ đẹp bí mật của trái tim nếu bạn đã có một trải nghiệm như merton mô tả thì điều đó thật khó quên nhưng cũng rất phù du chính những cơ chế bảo vệ trong con người đã duy trì ảo giác về sự cách biệt Chúng hạn chế khả năng của chúng ta nhận ra vẻ đẹp thiên liêng trong những người khác và từ đó thu hẹp giới hạn của tâm từ bi nơi chúng ta, khiến chúng ta bị quỷ hoại bởi nỗi đau trần thế và sẽ không dành mọi thời gian để cố gắng thay đổi chúng. May mắn thay, chúng ta biết rằng mỗi con người đều có khả tính kết nối sự thiên liêng trong tâm trí mình với người khác và nhờ đó chúng ta có được một vòng tròn lớn lao của tâm từ bi. Tôi gọi khả kiến này là tự ngã và thấy rằng nó ở ngay sau những bức tường được cơ chế bảo vệ bên trong chúng ta dựng lên. Điều này có nghĩa là chúng ta không cần phải trầm tư đến hàng chục năm để đạt được nó. Thay cho việc này, tự ngã đầy trắc ẩn sẽ trỗi dậy một cách tự phát khi cơ cấu tinh thần của chúng ta hấp thu nó và tin tưởng rằng nó là an toàn để thư giãn và mở rộng không gian nội tâm. Thực hành tâm từ bi. Dù chúng ta có nỗ lực để mở lòng đến đâu đi nữa thì cũng không tránh khỏi những suy nghĩ và xúc cảm tiêu cực, sợ hãi trước những gì mà người ta cho là khác biệt và nguy hiểm. Hãy nghĩ đến một người mà bạn lo sợ hoặc coi thường hay một nhóm người mà bạn lo sợ hoặc coi thường ở mức độ nào đó, sau đó hãy nghĩ đến chỉ một người trong nhóm này, hãy lưu ý xem bạn nghĩ gì cũng như đánh giá người ấy như thế nào. Bây giờ, hãy làm như bạn có thể quan sát bằng tia X và thấy được nội tâm người ấy. Khi nhìn vào nội tâm họ, hãy lưu ý rằng những cơ chế bảo vệ của họ khiến bạn sợ hãi hoặc không ưa là những gì đã che chở họ trước nỗi đau và những điều gây tổn thương sau đó lưu ý rằng ẩn sâu trong họ đằng sau cơ chế bảo vệ hay tính dễ tổn thương là một ánh sáng lấp lánh hãy quan sát ánh sáng đó cho đến khi bạn bắt đầu cảm thấy nó cũng ở bên trong mình ẩn sâu dưới những cơ chế bảo vệ của mình hãy quan sát người ấy lần nữa và xem thử giờ đây bạn nghĩ về họ như thế nào. 4. Brooke Dockson Lavioli Chọn câu cách ngôn Đóa hồng là tình yêu khi bừng nở và mang đến thế gian này toàn bộ vẻ đẹp của nó. Ánh sáng là sự khích lệ khi xua tan bóng tối khiến chúng ta không còn sợ hãi hafiz chủ đề khả năng của tình yêu thương việc học cách mở lòng với người khác và yêu thương sâu sắc hơn đòi hỏi sự can đảm và sự nhạy cảm do đó chúng ta thường e ngại vì lo sợ lo sợ mất mát lo sợ sự chia lìa sự uổng công và thậm chí là nhiều tổn thương hơn nữa mà chúng ta có thể phải nhận lấy ngoài tình yêu thương việc ban tặng tình yêu thương đòi hỏi trước tiên chúng ta phải cảm nhận tình yêu thương khi học cách kết nối sâu sắc hơn với những nguồn yêu thương ở xung quanh chúng ta được tiếp thêm sức mạnh để ngày càng mở rộng tấm lòng với người khác chúng ta có thể học cách cảm nhận ánh sáng vốn tràn ngập quanh ta liên tục khuyến khích ta bằng cách bắt đúng những khoảnh khắc trong cuộc sống mà chúng ta cảm thấy được người khác nhìn nhận yêu thương và chào đón đó có thể là những giây phút chúng ta cảm thấy được lắng nghe thấu hiểu và hoàn toàn tự tại đó cũng có thể là những giây phút kết nối sâu sắc khiến chúng ta cảm nhận được con người trọn vẹn của mình gợi lại những giây phút kết nối sâu sắc mà chúng ta đã trải nghiệm trong sự tồn tại của người khác có thể giúp chúng ta nhận biết được tình yêu thương cũng như vẻ đẹp bên trong và xung quanh ta với sự luyện tập chúng ta bắt đầu nhận thức khả năng yêu thương vô hạn của mình được tình yêu chữa lành vết thương bằng cách bước chậm rãi và nhẹ nhàng ra khỏi nỗi sợ hãi đang đè nặng trái tim khi học cách trông cậy và chờ đợi luồng ánh sáng tình yêu chúng ta mời gọi vẻ đẹp từ trái tim rộng mở của mình ban phúc lành cho người khác trong sự thức tỉnh của vẻ đẹp này thực hành tâm từ bi bài thực hành dưới đây được phỏng theo những ý tưởng của john mcgransky hãy ngồi một cách thư giãn và cố gắng mang đến cho tâm trí một hoặc nhiều khoảnh khắc của ân nhân những giây phút mà bạn cảm thấy được nhìn nhận được yêu thương sâu sắc và được chào đón những giây phút này có thể là thời gian mà một người thân yêu hoặc thậm chí một người xa lạ dành những lời chúc yêu thương cho bạn chẳng hạn như qua một nụ cười một cử chỉ tử tế hay một sự chào đón nồng nhiệt hãy hình dung giây phút ấy là hiện tại và chú ý đến niềm hạnh phúc khi nghĩ tới người ấy hãy nhẹ nhàng thoải mái mở lòng để nhận những lời chúc yêu thương dành cho bạn ở bất cứ mức độ nào mà giờ đây bạn có thể nhận hãy thư giãn và để tình yêu thương lan tỏa đến từng phần trong cơ thể và tâm trí sau vài phút hãy giải phóng trí tưởng tượng và cho phép mình chỉ nghĩ đến tình yêu thương và sự đồng thuận hãy dành ra giây lát để tận hưởng cảm giác thanh thản và trọn vẹn. 5. Online Locos Chọn câu cách ngôn Cánh cửa của trái tim con người chỉ có thể được mở ra từ bên trong. Ngạn ngữ Tây Ban Nha Chủ đề Trung tâm của lòng nhân ái ngay cả những thi sĩ vĩ đại nhất cũng không thể miêu tả được chiều sâu của lòng trắc ẩn và tình yêu thương mà trái tim con người có thể trải nghiệm trong hoạt động tâm linh chúng tôi thích dùng từ tâm thay vì trái tim như một cơ quan nội tạng nó chỉ ra những gì đang diễn ra bên trong chúng ta chúng ta bắt đầu thế nào trong cuộc sống bận rộn này chúng ta có thể làm gì để giữ sự gắn kết nhiều hơn với tâm mình? Chúng ta có thể bắt đầu bằng cách ngừng lại. Ngừng lại và dành ra giây lát cho sự tĩnh lặng. Bạn có thể tận hưởng một khoảnh khắc tĩnh lặng. Bạn có thể tận hưởng một hơi thở hít vào khoan thai và thở ra kéo dài. Ngay bây giờ được không? Tâm trí có thể được soi sáng, thậm chí chỉ một chút cũng tốt tâm có thể trở nên nặng nề cả về thể chất lẫn tinh thần, đặc biệt khi nó liên kết với trí trộn rộn. Chúng ta có thể bước trên mặt đất, ngay cả trên một mặt đường bê tông, ngửi một bông hoa, hát một bài hát, khiêu vũ với một người bạn và ít nhất là ban một nụ cười cho khuôn mặt trong tấm gương soi. Niềm hạnh phúc lớn lao nhất của chúng ta đến từ việc trải nghiệm tình yêu thương và lòng trắc ẩn càng quan tâm chân thành đến người khác bao nhiêu thì niềm hạnh phúc và sự thanh thản của chính chúng ta càng lớn bấy nhiêu vì thế yêu thương người khác chính là món quà tuyệt vời mà chúng ta có thể ban tặng cho bản thân mình có vẻ khá mâu thuẫn lòng vị tha mà chúng ta ban thưởng cho chính mình với mỗi người đều có những việc mà mình cảm thấy dễ dàng và những việc cảm thấy nhiều thử thách tuy nhiên sự rèn luyện để trở thành một người biết yêu thương và có lòng trắc ẩn là không giới hạn và không loại trừ bất cứ ai những người hay áp đặt những người thô lỗ chiêu ngạo tham lam với chính những người ấy chúng ta có thể rèn luyện bản thân cho dù với ngoại hình cử chỉ thói quen trang phục thế nào đi nữa thì vẫn không có sự khác biệt đáng kể giữa con người một người biết yêu thương và trắc ẩn sẽ nhận thức được rằng bản chất của con người là như nhau. Chúng ta đều mong muốn được hạnh phúc và được yêu thương. Thực hành tâm từ bi. Mỗi ngày hãy ban phát những ý nghĩ ân cần yêu thương đến bản thân và đến mọi sinh linh khác. Suy nghĩ dịu dàng về bản thân, cầu mong cho mọi sinh linh đều bình yên cầu mong cho mọi sinh linh đều hạnh phúc, cầu mong cho mọi sinh linh đều khỏe mạnh, cầu mong cho mọi sinh linh đều sống thanh thản, cầu mong cho mọi sinh linh đều sống an lạc, cầu mong cho cuộc sống của mình mang lại lợi ích cho mọi sinh linh. sống thanh thản có liên quan đến những hoạt động hàng ngày của chúng ta, cuộc sống ở nhà, nơi làm việc, con cái, giao thông, dân dân thoát khỏi áp lực và sự náo động. Nếu đang trải qua một thời kỳ khó khăn hoặc mọi việc chỉ tạm ổn, sẽ rất tốt nếu bạn tập trung trước tiên vào bản thân. Mong cho tôi được yên ổn, mong cho tôi được hạnh phúc dân dân. Nếu biết ai đó đang trải qua một thời điểm khó khăn, có thể bạn sẽ muốn tập trung trước tiên vào người ấy bạn hình dung ra họ và niệm rằng mong cho bạn được yên ổn, mong cho bạn được hạnh phúc vân dân, Thật tốt đẹp khi kết thúc bằng cách mang tâm từ bi đến mọi sinh linh. Mong cho mọi sinh linh đều bình an dân dân. Hãy suy nghĩ và diễn đạt các ý nghĩ theo cách phù hợp với bạn, với nhịp độ mà bạn có thể duy trì sự tập trung từ câu này sang câu khác.